rồi nha. Sao lại vẫn đâm vào nhau nữa vậy? Bầm 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 bầm. Hey, hello, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh của Hà Sam TV. Các bạn ơi, các bạn đã biết đi xe chưa? Sao cơ? Các bạn biết đi xe rồi á? Đi xe đạp rồi á? Các bạn giỏi quá. Còn Hà Sam ấy, thì Hà Sam ấy chưa biết đi xe đạp các bạn ạ. Hà Sam biết đi ô tô rồi. Và các bạn biết không, hôm nay Hà Sam đã gom góp đủ tiền để có thể mua được một cái bánh xe ô tô rồi các bạn ạ. Mới mua được một cái bánh thì không biết là bao giờ mới có tiền để mua ô tô nữa đây. Và ngày hôm nay vì niềm đam mê với ô tô rất là mãnh liệt thì Hà Sam mới quyết định là sẽ là một công nhân đi vẽ đường cho ô tô chạy các bạn nhá. Và nếu các bạn yêu thích Hà Sam là fan chân chính của Hà Sam thì hãy like video này để ủng hộ cái công việc mới này của Hà Sam và để làm động lực cho Hà Sam ra thật nhiều những video hay hơn nữa nha. Ô, là đường cong em đấy mà. Các bạn ơi, rồi đường cong là không được đâu. Bây giờ em Hà Sam đang có một hai cái ô tô các bạn ạ. Một là xanh dương, hai là xanh lá cây. Hà Sam vẽ thế nào ấy để cho ấy xanh dương đỗ đúng vào màu xanh dương và xanh lá cây thì đỗ đúng vào cái màu xanh lá cây nhá. Thì bây giờ ấy phải vẽ thẳng thôi chứ còn không được vẽ cong. Vẽ cong mới lật đầu ấy là ấy mốt luôn các bạn ạ. Rồi ok, vẽ thẳng thôi. Lên đầu lên đầu. Rồi. Yeah! Wow. Hai xe bây giờ ấy đã đỗ đúng đích rồi các bạn ơi. Nhưng mà ấy, đây mới chỉ là ấy level thấp nhất, đơn giản nhất mà thôi. Còn level cao hơn nữa cơ. Rồi nha. Rồi, các bạn ơi, nhiều vàng quá mà các bạn ấy biết đây là hình gì không? Đây chính là hình trái tim. Rồi ôi, trái tim mong manh. Trái tim yêu đuối. Rồi yeah. Ui, xe đỏ nó vẫn chưa tới các bạn ơi. Yeah. Rồi, bây giờ thì Hà Sam ấy khó hơn rồi này các bạn ơi. Cái đường xe màu xanh ấy nó đỗ ấy, thì nó lại chắn đúng vào cái đường xe màu đỏ nè. Ôi trời ơi, rồi. Yeah, wow. May quá là không va chạm vào nhau các bạn ơi. Tùng hoa. Ơi, sao bây giờ lại va chạm nhau nữa nè. Ôi, 1, 2, 3. May quá. Trời ơi, xe ở đâu ơi mà đúng giữa đường thế chứ. Ok nha, bây giờ ôi, mẹ ơi, tung xe rồi. Lại nha các bạn ơi, được rồi. Úi ôi, bây giờ hai xe nối đuôi nhau các bạn ạ. Trời ơi, đi tí nữa thì sấp mặt luôn. Rồi, bây giờ thì Hà Sam vẽ một đường nè. Ok, rồi, ok. Yo. Các bạn ơi, tưởng thì thôi, vẽ đường này khó kinh khủng luôn. Càng level cao thì càng khó. Đau hết cả đầu rồi này. Thôi nha. Ui, bây giờ ấy, hai cái xe này nó lại đỗ đúng vị trí đỗ của nhau nó cơ. Vẽ cẩn thận nè. Oh, yeah. Rồi, yeah. Đỗ thế là đúng vị trí rồi đấy. Ơi. Rồi, quả này mới gọi là khó khăn nè các bạn ơi. Cái ô tô màu đỏ kia nó bị làm sao ấy, nó đứng đỗ đúng ở giữa đường luôn các bạn ạ. Mày có bị ngáo không? Rồi nha, mình cho ô tô xanh này đi. Lại nha các bạn ơi, cho ô tô đỏ đi trước nè. Rồi ok, đỏ đi trước, xanh đi sau. Yo. Úi, vẫn còn một đồng tiền vàng mà quên chưa lấy nè. Ok nha, tiếp nè. Rồi, Hà Sam sẽ thử vẽ bằng hai tay xem sao. Vẽ hai tay được luôn nè các bạn ơi. Ôi trời ơi, nó không mắc vào nhau nè. Ôi, ô tô màu vàng. Rồi. Đấy, vẽ tuy là hai ô tô đi song song với nhau mà vẫn không thể nào bị va chạm. Thế mới siêu các bạn. Rồi, bây giờ Hà Sam sẽ có ba cái hộp thần kỳ nha. Hà Sam sẽ mở ra. Ôi, được ô tô mới nè các bạn ơi. Wow, ô tô quá là đẹp luôn ý. Rồi, ok. Trời ơi, ui, ô tô mới rồi. Trời ơi, ô tô mới của mình đâu? Mình bảo là cái ô tô màu đỏ này chứ. Khác mà. Được rồi, mình sẽ vào cái chỗ skin này nha. Ê, trời ơi, cái ô tô này. Trời
Sam mới mở được một cái ô tô này thôi các bạn ơi. Được rồi, Hà Sam sẽ mở thêm một cái ô tô nữa. Mở đi. Yeah. Để xem là ô tô màu gì đây. Lại màu đỏ. Trời ơi, nó chỉ khác cái kiểu dáng thôi chứ còn nó vẫn là màu đỏ các bạn ơi. Rồi nha, nhưng mà Hà Sam vẫn lấy cái ô tô mới này đi. Ok. Rồi, yeah. Ui trời ơi, nhầm. Tí nữa thì nhầm đỗ vào bên của nhau luôn các bạn ạ. À. Yeah. Eo. Đường này rất nhiều vàng nhưng mà nó hơi ngoéo ngoèo ngoèo này các bạn ơi. Rồi nha. Rồi, đo màu xanh đi này, màu đỏ này đi. Vậy là các anh em đều loát tới choảng rồi các bạn ơi. Rồi nha. Sao lại vẫn đâm vào nhau nữa vậy? Lại nha các bạn ơi. Rồi. Rồi. Yeah. Ôi mẹ ơi, xe xanh nó chưa đến. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ lại xe xanh nha các bạn ơi. Rồi. Yeah. Màu xanh phải đi như thế này này. Ok, đấy. Rồi, ok. Đấy, chỉ gọi là đi mé bên sườn thôi. Yeah. Tô hoa nữa nè. Rồi nha, tiếp nè các bạn ơi. Lần này Hà Sam có máy xúc luôn các bạn ạ. Ok, máy xúc luôn nè. Yeah. Ôi trời ơi, máy xúc nhưng mà ở bên kia. Ê, hello. Các bạn ơi, bây giờ trên đường đi có một cái hộp gì các bạn ạ? Trời ơi, chẳng lẽ là hòm thính của BUBG? Rồi, Hà Sam sẽ cứ đi qua để lấy nha. Thôi, vậy là lời ơi ở lại răng đi nghẽ rồi các bạn ơi. Mình sẽ cho máy xúc đi trước. Máy xúc này rất là giỏi, có thể đẩy được cái hòm thính đấy luôn các bạn ơi. Rồi, ok. Trời ơi, sao mà ở đây nhiều cái hòm thính dã man nè. Rồi, mình sẽ cho đi ngoèo 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 luôn nè. Rồi, ok. Yeah. Ôi, bây giờ cái chỗ mà đỗ xe ô tô đỏ ấy, thì lại có cái hòm thính này rồi. Lấy xe xúc đẩy luôn. Ok nha, yeah. Thế là có chỗ để đỗ ô tô rồi chứ còn gì nữa. Ok nè. Wow. Wow, bây giờ mình sẽ đẩy cái hòm thính này đi trước nè. Ok, đẩy luôn. Yo. Rồi, tông hoa. May quá là có cái anh máy xúc này. Đây phải máy xúc không nhỉ? Hay là mình nhầm nhỉ? Hình như là đây là máy đẩy sao ấy. Rồi, ok, không biết là nó là cái xe gì. Nhưng mà chỉ biết là nó là cái xe có thể đẩy được hòm thính thôi nhé các bạn nha. Ok, tiếp tục đi. Ok. Trời ơi, anh máy xúc ơi là anh máy xúc à. Anh đi đâu thế mà anh đi đâu à. Yeah. Wow, các bạn ơi, lần này đường này quá là đơn giản luôn. Mình cứ tưởng ở cấp độ này nó phải cực kỳ khó khăn chứ. Ok, chỉ việc đi thẳng thôi các bạn nha. Oh yeah. Ui, nhưng mà đi qua cái tự dưng ấy, một cái thanh trục ấy, nó chắn đường ấy, nó nổi lên luôn. Eo, đường gì mà xịn xò dã man luôn các bạn ạ. May quá là không thủng lốp ấy. Ok nha. Tiếp nè. Bây giờ ấy phải vừa lấy được vàng, vừa lấy được chìa khóa này các bạn ơi. Rồi nha. Mẹ ơi. Lại nha các bạn ơi. Rồi nha. Trời ơi. Lại lần nữa này các bạn ơi. Lại nha. Lần này mình sẽ vẽ một con đường xịn xò hơn. Không thèm lấy tiền nữa các bạn ơi. Lấy tiền nó làm cái bẫy. Ok. Rồi, bây giờ thì là màu xanh nè. Ok. Ui, đi phóng thật nhanh. Yo. Đường bây giờ mới gọi là khó này. Làm sao mà vừa lấy được tiền, vừa lấy được vàng đấy ta. Ok. Ngoèo. Rồi. Wow các bạn ơi, yeah, xe mình ấy đi quá nhanh quá đỉnh luôn. Yeah. Rồi, bây giờ ấy, thì mình nâng cấp được 3 cái xe rồi các bạn ơi. Xe vàng, xe đỏ và xe xanh nhá. Yeah. Đến nơi đã an toàn rồi. Ok.
Ok. Ui, bây giờ xe vàng đỗ vào xe vàng, xe xanh đỗ xe xanh và xe đỏ đỗ xe đỏ nè. Ok. Ui, tưởng là ba con trâu hút nhau chứ. May quá, em đi nữa là xong đời luôn. Ok nè. Oh yeah. Ui, trời ơi. Hai xe nó bị đổ mà mỗi xe vàng nó vào đích là sao ta? Lại nè. Rồi nha, xe xanh nè. Xe đỏ nè. Ơi, xe đỏ. Rồi, xe đỏ đi ngược lại nào. Yeah. Oh yeah các bạn ơi. Rum 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 rum. Vậy là ai cuối cùng ấy, cái nghề công nhân của Hà